tại thì có người thắc mắc á, đó là nghĩ là thầy Phúc có trình độ là cũng bình thường thôi, mà không biết thầy Phúc làm sao lấy bằng tiến sĩ. Họ nghi ngờ là thầy Phúc là mua cái luận văn của người khác để nộp cho trường á, thì thầy nghĩ gì về vấn đề này? Cũng được, ok. Trường nào đã không lấy mua thầy nói nãy tao mua á, rồi cái đứa mua kiện nãy tôi bán cho ông, bán rồi mà kiện vậy. Giờ nè, đất đai tôi có thể mua, tài sản có mua, tiền mua ngư cũng mua được luôn. Giờ cô giáo, ví dụ giờ thầy mở cái trường đại học, thầy mướn luôn giáo viên, mua luôn giáo viên về dạy cho trường mình, và mua đứt luôn tài sản cả đời người đó luôn để dạy cả đời luôn. Ta hợp đồng, ví dụ mua trả mướn giáo viên đó để làm bài, hay mướn giáo viên đó dạy, có thể ta mướn hợp đồng 5 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, cả 100 năm là đời người rồi, biết còn sống không nữa, phải không? Thì giờ thầy nói, thầy ơi, thầy sao Phúc thầy làm hay quá, sao mày thầy làm bài chuẩn quá, thầy mua, mà sao thầy có tiền mua vậy, mà người nào gan chứ, dám cực khổ, cho thầy có bằng, mua, thấy không, giờ nè, cái gì cũng mua được, chẳng qua ta không mua, và ta không muốn mua, và chẳng qua ta không tiền, và chẳng qua là mình khiêm tốn. Mua vậy thì không có kiến thức sao lại? Thì ta nói rồi, người ta có vốn đầu tư, ta vốn ta đã làm chủ, mà ta không vốn ta cũng làm chủ, và người ta có trí thức ta cũng làm chủ, mà người ta có nhận thức ta cũng làm chủ, mà người ta có kiến thức ta cũng làm chủ. Chẳng qua thì ta học đến trường lớp có cái bằng, thứ nhất rút kinh nghiệm, thứ hai có cái bằng để người ta đã hành đạt. Giống như ca sĩ nổi tiếng rồi, ta cần gì bằng đại học, học viện nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, bằng đại học về điện ảnh, bằng đại học về diễn viên. Ta nổi tiếng là ta chỉ cần lấy cái năng khiếu, anh có tài năng, anh có năng khiếu gì, anh lên làm cho ta vui, khán giả hết, hát hay, giọng tốt, rồi anh đứng sân khấu hát rất là hoành tráng và tự tin, thì anh đậu. Ta khi tiếng đó nè, hay nói giờ bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng khi tiếng hát đài truyền hình, có bao giờ nói anh mà học trường đại học nào không, học lớp mấy không, rồi anh học trường nhạc viện nào, đâu có ai hỏi điều đó. Ta chỉ có đăng ký là anh đóng phí để anh thi, cái ngày đó anh thi là cái bài gì, nhạc phẩm gì, nhạc sĩ nào sáng tác, rồi anh biểu hiểu diện bằng một cái tiết mục gì, rồi anh sẽ thể hiện bằng cái khăn mạng, anh lên sân khấu để chi, anh phải tự tin, thoải mái, rồi anh phải biểu diễn hết mình, hết sức lực, cống hiến bằng tài năng của mình để anh đạt được tiếng hát đài truyền hình, anh thành làm ca sĩ. Còn giờ anh cuộc sống này anh có tài có đức, giống như thầy chủ trì này, giờ không lẽ giờ cái chùa thầy ai dám có quyền gì bổ nhiệm, nhà nước có quyền gì bổ nhiệm chủ trì về chùa, về cái chùa của thầy, rồi giáo hội là bổ nhiệm người dân nào vô đây làm chủ trì, đất của thầy, tài sản của thầy, chùa của thầy, thầy làm mà thầy chủ trì, chứ không lẽ người dân vô làm chủ trì? Thầy, nhiều người họ không công nhận thầy là cái chùa thì sao thầy? Thôi, đâu có ai có quyền, nhà nước cũng có quyền, giáo hội cũng có quyền, chính phủ cũng có quyền. Tài sản của anh vẫn của anh làm chủ, không ai làm chủ, không ai nói cho ai không chủ, giống như nhà mình, ai cho mày làm nhà? Trời, mày cho ông nội tao à? Rồi cái chùa tao, mày ai cho mày làm chủ trì? Mày cho ông nội tao. Rồi giáo hội không công nhận, mày chắc ông nội tao. Rồi chính phủ không công nhận, mày chắc ông nội tao. Rồi mày chủ tịch mày không công nhận, ông nội tao. Rồi công an không kêu, không ông nội tao. Đất của tao, tài sản của tao, tao muốn làm gì tao làm. Có nghĩa là quy định nhà nước, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý. Thì anh làm gì báo cáo và xin phép nói người ta một tiếng, ta cho làm không cho thì từ từ làm. Chứ nhà nước không có quyền cấm nhân dân không cho cắt nhà, cấm các người tu không được làm chùa, cấm không cho người ta xây dựng. Điều này ai tuyên bố nói cấm, nói thầy nghe nhà người ta, đặt người ta, cơ sở của người ta mà không cho người ta hoạt động, không cho. Anh không cho hoạt động chẳng qua là anh không chạy giấy phép. Và anh chạy giấy phép anh phải có thế. Nên giờ thầy nói giờ ngon, tao thách thức mấy thằng chủ tịch giáo hội nào cấm không cho tao xây chùa, hằng nào bước ra ngon, cái mạng mày chắc nhỏ quá hay to quá. Tao nói ông cố nội mày cũng có quyền cho hay không cho, mà chẳng qua ông cố nội, đất của ông cố nội mày mua, mày mới hô là cho hay không cho.
còn đất của tao xây hay không quyền của tao. Giờ giáo hội mày cho tao vô giáo hội mà tao không muốn vô làm gì tao? Mày ép tao vô hả? Đạo Phật là tự do tín ngưỡng, vô hay không vô, tắt hay không tắt. Và người ta có vô rồi người ta cũng không muốn vô, người ta tắt ra tao không thèm sinh hoạt. Có quyền, tự do tín ngưỡng có quyền ra khỏi khỏi tôn giáo này qua tôn giáo khác. Có quyền không là tôn giáo nào, có quyền là vô tôn giáo khác và mở thành tôn giáo mới. Giống như giờ ăn học, ta học trường này không được, ta học trường khác. Trường này không nhận ta đi học trường khác. Có quy tắc nào mà học sinh học trường này không cho chuyển trường khác không? Rồi địa phương ta hộ khẩu ở thành phố, ta chuyển về tỉnh là không cho không? Rồi từ tỉnh chuyển về thành phố có quy luật nào nhà nước hay chủ tịch tỉnh nào cấm không cho người ta lưu trú, không cho người ta thay đổi rồi người ta mua nhà mua cửa người ta phải làm chủ nơi khác? Thì thầy nói là cái chùa của người nào người đó làm chủ, đất của ai người đó có quyền xây dựng, nhà nước không có quyền can thiệp vào đất của anh. Tôi cho, không được cho và không cho và không chấp nhận. Từ khi tài sản đó không phải của anh, tôi mới không chấp nhận thôi. Chứ còn tài sản của anh là anh có quyền. Giống như nhà của con có đất, giờ nhà nước xây mà tao nói tao không đất mày mà tao không cho mày làm gì tao, thì con cảm giác như thế nào? Rồi nhà tao, nhà mày ở mà tao kêu mày đập, mày khóa thì mày cảm giác như thế nào? Thì mày cũng hỏi ngược ra tao, thầy chùa tao mà mày giáo hội không cho, nhà nước không cho. Tao nói thằng nào ngon vô đây, thằng nào cấm mày chỉ tao coi coi. Tao kiện tới chính phủ mà tao kiện tới quốc hội, tao kiện tới Liên Hiệp Quốc. Mày đắc tao mày có lý do gì mày không cho? Mà tài sản tao lý do mày không cho? Rồi khăn tao cho ai lấy rồi hả? Khăn tao định người khác lấy rồi mày cũng cho. Rồi tao lấy người ta mày cũng cho. Rồi khăn tao mày muốn cướp tài sản, cướp khăn mạng tao luôn hả? Muốn lấy. Tự nhiên ta khăn sát con người chắc rẻ quá. Muốn cướp muốn lấy, muốn cho không. Sống phải tin bằng tình nguyện hết. Không có cái nghề gì mà thế gian mà không tự nguyện hết. Giờ thầy nói thầy đi học đó, tình nguyện học hay người ta ép mình đi học? Rồi con tu cũng giờ ta hỏi là nhà nước ép mình đi tu hay là mình tự đi tu? Hay giáo hội ép đi tu hay tôn giáo bắt đi tu? Bây giờ con nói giờ nhà con nè, con cắt ai ép con làm? Mà ai cấm con làm con nói nghe coi. Nhà mình ai cấm? Ai cho không cho? Chẳng qua mình không chịu làm, và mình không muốn làm, và mình không chạy giấy phép ta không cho. Giống như chùa thầy nè, thầy muốn làm thì thầy xin phép là anh cho làm tới khứ gì luôn. Sợ có tiền làm không? Ta nói có chốn đầu tư không? Chờ ông nói ông muốn xây 100 tầng ta cũng cho, nhưng mà ông có tiền chạy không? Ông chứng minh được tài sản của ông xây dựng không? Rồi ông nói có bản vẽ chưa, có xin giấy phép chưa? Chứ ai nói không cho anh làm, không cho ông làm, không cho thầy làm, không cho ông Hằng này làm. Đâu có quy luật nào phân biệt giai cấp, phân biệt Hằng này Hằng nọ, là tôn giáo này tôn giáo nọ. Rồi anh đã làm việc này làm việc kia, cái tài sản cá nhân của anh phải bảo vệ quyền nhà nước, là bảo vệ quyền tài sản của nhân dân, chứ làm gì cướp tài sản nhân dân mà lấy của nhân dân mà cấm nhân dân không cho tài sản. Giống như người ta mua chiếc xe hỏi đi ra anh làm gì có tiền mua chiếc xe, rồi ta xây cái nhà tiền đâu anh làm là cái nhà xuống mày ca khảo vậy. Rồi học mày học trường nào, ai cho mày học, ai giới thiệu cho mày học, mày học chi, mày học lấy bằng mày cướp chức vụ tao ăn hỏi hả? Giờ thầy hỏi đi, giờ cái quy luật nào cho phép đó thầy nghe coi. Rồi cái hăng tao nè, tao hết ai lấy, ai cho mày lấy? Sao mày yêu người này? Ai cho mày yêu? Ai cho mày lấy? Mày lấy sao mà không xin phép tao? Ủa thầy, chứ dạ. Thầy đi tu mà cần gì phải có mấy cái bằng tiến sĩ rồi này kia thầy? Giờ nhà nước cả thế giới bắt buộc. Bắt buộc luôn? Bắt buộc 100%, ép phải đi học. Nếu anh có bằng cấp thì cho anh làm việc trong tôn giáo giáo hội, còn không có thì anh làm phần gian, làm cái chùa là anh tu chính mình, anh tu ở chùa, nhưng mà khi anh làm hoạt động gì ta không cho sinh hoạt. Ví dụ nhà nước người ta có mời gì ta cũng mời mình vô tổ chức nào, rồi giáo hội người ta cũng mời vô tổ chức, mình chỉ có gì chủ một cái mảnh đất, chủ một ngôi chùa đó thôi, lại nghe ăn ngủ tu chùa mà không có hoạt động gì hết. Ví dụ mình muốn hoạt động nhưng mà người ta không cho, cản trở cho mình. Ví dụ mình tổ chức sự kiện gì người ta nói, anh có giấy phép chưa? Còn anh của nhà nước rồi thì nói anh làm anh chỉ cần điện chỗ ở. Ôi cùng nhau cũng nhà nước hết mà, anh làm gì cứ làm đi,
anh làm anh điện tôi tiếng thôi, anh mời tôi bao hư nhỏ nhỏ cũng được. Được không? Được không? Ok. Thầy giờ cái bằng cấp của thầy đủ để làm cấp lớn chưa thầy? Đã nói rồi, thầy học để có kinh nghiệm, có kiến thức. Còn thầy là trước, thầy nói là không cần ước mơ. Nguyện vọng của ước mơ của thầy, thầy muốn làm một hiệu trưởng, thầy lập một cái trường đại học thì thầy hiệu trưởng chứ ai làm trưởng, trừ khi thầy mướn người ta làm, thầy không muốn làm. Rồi thầy làm bệnh viện, thầy cũng giám đốc bệnh viện, ai là vô đó làm giám đốc, trừ khi thầy mướn cũng dưới thầy. Rồi giờ thầy xây một cái chùa, thầy cũng trụ trì chứ ai vô có quyền trụ trì. Rồi giờ thầy tổ chức cái sự kiện, tôi bỏ, thầy bỏ tiền ra để tổ chức cái sự kiện đó, thầy ai là trưởng ban tổ chức, cũng thầy là trưởng ban tổ chức chứ ai vô đó giành giật. Ai muốn vô thầy cũng phải xin phép qua thầy và hỏi thầy cho cùng nhau để kết hợp, cùng nhau vô tổ chức, cùng nhau để làm việc chứ làm sao mà hô được hay không, cho hay không, chấp hay chấp nhận hay chấp nhận. Cái điều này không có ai có quyền. Hiện giờ thầy nói thì thầy tại thầy muốn học, nói lỗi tại sao? Thầy ham học. Rồi thầy ham tìm hiểu. Ta nói đi một ngày đàng hà, học ngày sàng khôn, do thầy ham học. Do thầy ngu mà thầy học. Thầy biết thầy còn ngu nhiều, còn dốt nhiều. Và thầy thấy thầy chưa đủ kiến thức để thầy hoạt động, nên cần phải học và học nữa, học mãi mãi và học mãi mãi. Học cả cuộc đời. Và không ngừng học. Và thầy cảm thấy chưa thấy đủ cái kiến thức để độ người đời và xã hội. Thầy cảm thấy còn thiếu khốn kiến thức, còn cảm thấy dốt nhiều, còn cảm thấy chưa có trí tuệ, nên thầy phải học. Mà thầy học có quyền ai cản trở? Có tiền thì học. Rồi anh có muốn đến trường thì mới học được. Giờ thầy nói cho học mà thầy không muốn đến trường sao học? Rồi giờ thầy không học làm sao thầy xóa đi cái dốt, xóa đi cái mù chữ, xóa đi cái ngu khó, xóa đi cái trí tuệ. Học phải tăng thêm trí nhớ, tăng thêm trí tuệ, tăng thêm lòng tin, tăng thêm cái hiểu biết, tăng thêm cái sự có nghĩa nào việc chấp. Mình chấp cái đúng cái sai, giờ mình học rồi là mình khóa chấp. Rồi xưa giờ mình không có kiến thức, giờ có kiến thức. Rồi xưa giờ mình không phải pháp luật, nhờ cái học mà mình nhận thức được cái pháp luật. Cái đúng cái sai mình không quy định quy phạm pháp luật. Học luật và phạm luật. Học luật mà chơi luật. Học luật mà sai luật. Thầy tính học đến khi nào thầy? Học đến thì nói tóm gọn học mãi mãi, học cả cuộc đời. Còn cái chuyện bằng cấp thì học phải có bằng. Và học phải có sổ sách. Và học phải đến trường. Hoặc là học online. Phải có. Rồi học phải đi hành. Thì giờ thầy nói nè, giờ thầy yêu cầu tất cả các ban trị sự 63 tỉnh thành và 54 dân tộc và các cái nước trên thế giới, chùa chiền tôn giáo và các trường đại học, thầy yêu cầu mời thầy được dạy làm giáo viên đứng trước cái lớp học, đứng trước cái trường, đứng trước tôn giáo, đứng trước các cái trường đại học và cũng như các cái trường về đời đạo đảng nhà nước chính phủ tôn giáo và xã hội. Bất cứ đứng trên cái sân khấu hay trường học hay các tổ chức gì thì mời thầy mới dự, mời thầy mới hướng dẫn. Mời thử coi nó chê, trời ông giờ biết giảng không? Người nào cũng phải tập, phải thực tập, phải thực hành. Rồi mời thầy thì thầy giờ giảng không hay thì mới từ từ thầy có kiến thức dạy riết rồi nói dân ôn võ quái luyện, thầy luyện riết thì cũng thành công. Rồi thầy giảng bắt đầu không khục, thầy giảng riết cũng khục lòng. Giống bài toán đi, hồi xưa giáo viên thờ gỡ hở ra cầm sách, cầm vở lên giảng cái coi từng chi tiết để giảng cho học sinh đúng không? Còn giảng trời năm nào cũng có bài tối y chang vậy, cô giáo trời ơi, tối ngủ cũng nằm mơ thấy cái bài đó rồi. Giảng khục lào lào chứ nằm trong ký ức của mình rồi. Giờ đến nỗi cháu Nguyên khỏi cần coi cái đề tài luôn mà cũng nhớ đưa cái viết đề tài ra rồi giảng và đề tài. Còn cô giáo mà mới dạy cái bài toán đó sao nhớ? Giảng 2-3 lần, giảng 2-3 tiết cái là giáo viên thuộc lào lào luôn. Giống như giờ này dạy anh văn đi, thầy nói cô giáo mà dạy hàng ngày sao quên, mà lúc cô cũng quên luôn, không chi là mình học có một lần rồi cái quên. Giống như học anh văn đi, hồi đó con học tự dựng một cái bài học hả, mấy chục cái tự dựng mà học xong cái bữa đó có khi thuộc khi không,
Rồi cái mai mốt dồn nhiều bài lại cái không thầy cô giáo đọc từ vựng không nhớ, viết không đúng danh tạ, rồi à, làm bài không được. Thì kiến thức này do ai? Do bên học thuộc bài không thuộc bài hay đổ lỗi cho cô giáo? À, cô à, sao cô dạy từ vựng cô không thuộc?